cua cua anh em ơi, đừng xa bắt cắm mặt rượu bây giờ mới đi bắt rừng con cua con ốc rồi nó khỏi rồi. Trời, chịu lại. Thiệt độc. Ngoằn rồi, ngoằn heo. Trời ơi, lẹ lên mất thời gian quá ông anh ơi. Bỏ đi làm người em ơi. Bỏ từ từ vô đi giăng sình. Quá trời rồi. Đi bắt cua nha anh em. Rồi, không có hả? Về quê chơi bên cánh đồng mà lúa chín. Đó, phong cảnh miền quê. Ê, từ từ coi chừng bà chín hèn, bà thấy bà chửi. Anh thanh niên năm nay đi bắt cua đồng. Làm gì vậy? Quay về YouTube. Để thằng này nó không có phá dữ. Nhà có thằng nó không có phá nhiều. Năm thiếu nợ chừng 2-3 triệu rồi. Nói gì mà nghe nó giận nó đứng luôn rồi mọi người. À, anh em thấy sao sao? Ngày nào ăn chơi à? Nổi danh nổi tới ai cũng lắc đầu. Giờ cầm cái cuốc cuốc từng cuốc kiếm từng ngàn từng cắt. Ngày có 2,5 xi chứ nhiêu anh em? Anh em đi đá gà đá 8 ăn 9 rồi anh em đá 5 đá 10 chi. Giờ nè, thấy không? Nè, nói anh em nghe nè. Bỏ đi. Đó. Đi làm đất nè. Một ngày trời. Người ta cho có một ca nước lạnh uống à. Là không làm thôi. Chơi chi hô mưa gọi gió. Hôm nay cũng vậy nè. Đó nó cũng ngon lành lắm, cũng gia đình hạnh phúc lắm. Giờ vợ bỏ rồi. Đi bắt từng con cua con ốc. Nói cho nó rút kinh nghiệm chứ không phải là chửi nó anh em. Đó. Đi bắt từng con cua con ốc mà ăn. Đó sung sướng thì nó không chịu đâu. Có không? Giờ hả? Con cua con cũng bắt nữa. Chết luôn anh em ơi. Cua về rồi một bịch à. Tôi quay video là không có sửa gì hết đó nha anh em. Tôi không biết sửa bọng gì, tôi quay tôi đăng đại lên nè. Nói sàm sàm để vui mà. Có ruộng này được nè, cái ruộng này trục rồi mày ơi. Hả? Coi trục rồi. Ra trước nhà mày bắt có nữa. Đó là phải không? Có. Bỏ đi em ơi. Hết rồi. Bông nè, thấy không? Quá đẹp. Cái đường ở quê tôi là phải bông hai hàng. Dịch này chứ bắt cua gì ăn anh em ơi. Hết lương thực rồi. 310. Hết một ngày làm. Hết một ngày làm rồi. Vợ trai gái rồi. Trai rồi. Đó. Thấy đủ mới trai rồi, trai rồi. Thôi, chở đi rồi. Yếu xìu. Yếu xìu. Chơi không tới mà. Đây tao chơi cái tới liền. Không có mập cấn cái bụng đẩy. Nửa ống à, đẩy nửa ống à. Đây nè, tao lụm cái nè.
ra ăn trai liền. Đó là 4 tháng là siêu âm là được rồi. Nè coi vô cái bàn làm ruộng bà chửi nè. Ở đìa đuôi cá Bảo ơi. Đìa nuôi cá Bảo ơi, Bảo câu cá là ta mấy trời ơi, cái đìa khá cá mấy triệu bạc mà xuống nó rửa là chết cá. Đìa cá trắng dữ lắm Bảo ơi. Bảo đâu lỗi đâu văng, thằng đứng đầu văng cũng ngon nữa mày, coi cá trắng kìa. Chắc cũng mấy tháng rồi, cá nửa năm. Cá phi cái gì? Cá ra tượng. Cá phi không? Không biết nữa. Có mai mốt lên tàu luôn. Không, không được, tối chó sủa dữ lắm. Tối rồi cái miệng thằng đầu. Thằng đầu. Không, không được. Không có ai cá trắng được. Ủi, con cặp ăn cá tự tượng, cá trắng là làm gì không? Con bả xin bả văn miếng cá trắng thì được. Văn mà bả không cho thì tính tiếp. Nè anh em ơi, tâm đầu tâm thuận á. Kết thúc video nha anh em, hết cua hết bọng rồi, được con bịch nè. Đó,